Ngày 20 tháng 11, Chúa Nhật Ba Tư thường niên, Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Trong mắt những con người âm mưu ra lệnh, hành hình và cả những con người vô can, thì việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá là một thất bại hoàn toàn của một con người tự xưng mình là con Thiên Chúa. Bởi người đã cận kề với cái chết, và dĩ nhiên là người chết thì không còn có thể làm điều gì được nữa, không còn hy vọng nào lật đổ chính quyền nữa, cũng chẳng mơ màng chuyện gây xáo trộn trong dân nữa. Chết là hết. Vâng, con người muốn an bài cho số phận của con Thiên Chúa, muốn chấm dứt sự hiện diện của Thiên Chúa trên trần gian này bằng án tử hình bất nhân nhất. Con người bất cần sự can thiệp của Thiên Chúa vào kiếp sống nhân sinh của mình. Nhưng không phải vậy. Trong mắt Thiên Chúa thì cái chết của Chúa Giêsu là hoàn tất thi lễ cứu độ đối với Thiên Chúa Cha, là mở cửa thiên đàng cho những ai tin vào Người, và là đỉnh điểm của sự vâng phục để người xứng đáng được Chúa Cha tôn phong vua thống trị vũ hoàn bằng tình yêu cứu độ. Thiên Chúa đã mặc khải cho người bé mọn có lòng đơn sơ, vì ý định của Người, vì ý định tôn phong Chúa Giêsu làm vua vũ trụ. Khi kẻ trộm bên hữu Chúa Giêsu lên tiếng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Và Chúa Giêsu đã tuyên bố với tư cách là vua của nước hằng sống: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ước gì các gia đình cũng có lòng sám hối như kẻ trộm lành. Phần chúng ta như thế này là xứng đáng, và cũng có một lòng tin vững vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà thư: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến cả gia đình chúng con. Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin vững Chúa Giêsu là vua, để biết sám hối bao tội lỗi, biết hy vọng ơn thứ tha, và biết cầu xin cho cả nhà được đoàn viên trong nước Chúa. Amen.
Lạy Chúa, tháng 11 mời gọi chúng con ngẫm suy về cuộc sống con người ắt tử, nhưng không bao giờ là vô vọng. Bởi Chúa Kitô đã chết và sống lại để ai cùng chết với Người cũng sẽ được phục sinh với Người. Mỗi người, mỗi nhà chúng con, tôi cũng sẽ phải trở về với Chúa, và thân xác xinh đẹp này cũng sẽ trở thành hạt bụi bay vu vơ trong gió ngàn. Nhưng chúng con tin hạt bụi ấy là hạt bụi hồng, hạt bụi được tái sinh. Chúng con tin xác loài người sẽ sống lại để sự sống thần linh của Thiên Chúa nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong niềm tin ấy, cả nhà chúng con nguyện xin Chúa thương cứu rỗi ông bà, cha mẹ cùng các linh hồn trong luyện ngục, cho được sống lại và được sống đời đời trong nước Chúa. Amen. Phần đời con Chúa ơi, rồi chỉ còn một năm cho thôi, về giữa chơi vơi theo gió vơi và biến tan muôn đời. Ôi Chúa ơi, xin cho con những mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận Người và Người phục sinh cho đời con hiến linh. Bóng chiều mơ bước xa xôi, làm trái tim côi nghe giá rơi nỗi đau phần Người con Chúa ơi. Đêm dần trôi lời tìm đôi môi, lạy Chúa yêu ơi con biết rồi, Người xót thương muôn đời. Ôi Chúa, xin cho con nhớ mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận Người và Người phục sinh cho đời con hiến linh. Thế trần là có chi ly, Người sẽ ra đi về cõi trời, bên quê mong đời nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thua khôn vơi của Chúa Ba Ngôi tha thứ tôi và dẫn con về trời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mai mình là ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu
cho ta nay mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Xin cho con nhớ mai mình là hằn bụi hồng được ơn cứu rồi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hằn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh.